Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Xin chào mọi người nha. Lời đầu tiên cho mình gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến mọi người, mọi nhà. Chúc mọi người, mọi nhà sức khỏe được bình an trong đại dịch. Mô tô Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Đặc biệt là thường là xe xài lướt nha quý khách. Và giấy tờ rõ ràng sang tên. Rồi, cũng mấy hôm nay cũng ít clip quá cho mọi người xem. Nhưng hôm nay có mang những chiếc xe mới về, thay đổi không khí một tí. Mình ra ngoài công viên ghi hình để cho nó thay đổi không khí một tí nha. Rồi, ra ngoài, hôm nay ra ngoài ghi nên thành ra đeo khẩu trang. Nói có khi nó không rõ ràng hay cái gì đó, mong mọi người thông cảm nha. Tại vì mình ra ngoài công viên nên mình ra nơi công cộng rồi, phải đeo khẩu trang vào. Rồi, hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người đến một siêu phẩm đến từ nhà Yamaha. Đây. Một chiếc VMAX 1700cc. Một khủng long của nhà Yamaha nha, một khủng long đến từ hãng xe Nhật Bản. Đây. Cách này mấy tháng mình có mua được một chiếc và về review xong được mọi người đón nhận rất là mạnh. Và chiếc xe đó được đi rất là nhanh. Nên sau đó cũng có vài anh em có đặt rồi có xe về có gì liên lạc. Nhưng mà thời gian nó cũng lâu mình không nhớ kịp. Anh em có còn quan tâm thì thấy chiếc này liên hệ lại nha. Đây, một trái tim vạm vỡ, một khối động cơ siêu khủng luôn. Đây, 1700cc và cho ra mã lực tới 200 mã lực luôn nha. Siêu nạp luôn á. Nhìn khối động cơ thích lắm. Nếu quay được bên kia, lắc nó quay bên kia nhìn đẹp hơn. Đó. Hai cái họng gió hai bên nè. Cực đẹp luôn. Rất là cơ bắp. À. Trên những bộ phim Mỹ, có bộ phim nào mình coi có một đợt nào đó cũng đã có chạy chiếc xe này, diễn viên có chạy chiếc xe này mà bây giờ quên rồi. Quên cái xe đó là phim đó là phim gì rồi. Đây, đây. Để mình ghi tường trước đến sau nha. Sao ta? nó hơi bị khớp. Rồi, đây là chiếc VMAX của nhà Yamaha phiên bản kỷ niệm 60 năm, thường là màu đen vàng này. Màu đen vàng này là đặc trưng của những bản kỷ niệm của nhà Yamaha nha. Đây. Bản kỷ niệm 60 năm của nhà Yamaha. Và đồng thời là 30 năm VMAX ra đời. Đó. Đây là bản kỷ niệm 60 năm đây. 60 TH anniversary. Rồi, nghe tới chơi xe mà nghe tới bản kỷ niệm là thấy thích rồi. Đây. Động cơ rất là quạo. Đó. Mình phải thừa nhận rằng nhà thiết kế cho chiếc xe này, mình phải thừa nhận nó đẹp không thể chê vào đâu được hết. Một chiếc Cruiser phá cách so với bình thường nha. Đây là sở hữu động cơ V4 chứ không phải là tơ vin bình thường. À. Giải nhiệt bằng các nước. Đây, giải nhiệt bằng các nước nha. Cái các nước này siêu khủng luôn. Phuộc upside down. Ống cây tây phuộc màu cặp cây tây phuộc titan. Đây, cặp tây phuộc titan. Màu tím nha. Nhìn ngoài không biết ghi trong đó thấy không? Màu tím rất là đẹp. Sở hữu cụm đèn pha thì halogen thôi. Tại đời 2016 thường là lúc đó nó sử dụng halogen là nhiều. Đó. Chiếc này được sản xuất 2016 nha. Cụm đèn đẹp nè. Đơn giản lắm, không có nó đơn giản lắm, mình nhìn nó đẹp lắm, nó không có bị rối. Đây sẽ sử dụng hiển nhiên những cái động cơ, những phân khối nó lớn như vậy thì đĩa đôi rồi, thắng ABS đĩa đôi, phục rất ok,
thắng rất là chắc chắn nè, ba heo dầu luôn á, ba heo dầu luôn nè, 1, 2, 3 nè, đó. Cả hai bên là 6 trái rồi đó. Xe này Odo được 13.000, lốp này được mới thay đây. Lốp trước, cặp lốp này, lốp trước và lốp sau mới thay nha. Đó, còn gai gió luôn nè. Anh em thường hay quan tâm Odo 10 mấy ngàn thì nó còn như thế nào thì chiếc này mới thay. Đây, phuộc upside down có chỉnh lấy có chỉnh trên này nữa nha, lấy hơi trên này luôn nè, đó, nặng nhẹ trên đó đó. Và phuộc sau thì phuộc hơi chiếc này được giấu kính rất là đẹp ở bên trong và có tùy chỉnh luôn nha, mà mình nói phuộc trước là mình sẽ nói phuộc sau, phuộc dầu luôn, đó, bình dầu nằm đây, cực kỳ êm ái luôn, cực kỳ êm ái. Còn cái nút dặn em qua bên đây luôn, qua bên đây luôn, tại mình nói phuộc thì mình nói luôn nha quý khách. Đây, mình có thể tùy chỉnh bằng tay, nặng nhẹ, đi hai người, một người thông qua cái phuộc này nha, tùy theo địa hình đường đi của mình nha. Một siêu khủng long luôn. Đem ra ngoài này nó càng đẹp hơn nữa, khi đậu trong nhà nó đã đẹp rồi mà ra ngoài nó càng đẹp hơn nữa. Ờ đi đi, ra lấy con xe về đi. Có mấy anh em nói mình sau ghi cái clip mà thường hay khen xe đẹp hoài mà không nói đến mô men sáng cực đại hay vân vân, nhiều quá, thông số nhiều quá, mình cũng nói luôn. Tại vì mình chỉ nói về trong tình trạng xe và chất lượng nó như thế nào. Rồi nhiều khi mình nói những cái lắc nhắc những cái đó nhiều quá đó, nhiều khi mình thật tình mình cũng không có nó sâu sắc hết đâu, mà mình muốn biết rõ lên trên mạng có đầy à nha. Mình không phải là mình chống chế, mình bao che là mình yếu đâu, nhưng mà thật sự mình cũng không thể giỏi hết được mọi thứ. Ê, khối động cơ nãy có nói rồi không ta, có lộn ta rồi thì có thể nói lộn rồi, nói tiếp nè. Khối động cơ 1700cc cho ra 200 mã lực nha. Một chiếc xe 1700cc mà 200 mã lực là rất hiếm. Chiếc này nó chỉ thua chiếc Ninja H2 SX ở nhà, chiếc có clip rồi, 7 mã lực thôi, nên chiếc này cực kỳ mạnh, giống như chiếc đó vậy đó. Phun xăng điện tử nha, những cái họng xăng nè, rất là đẹp, chiếc xe mới lắm, trong tình trạng mới lắm luôn quý khách. Odo 13.000 nhưng mà chiếc xe Odo 13.000, xe 2016 đăng ký 2017, chiếc xe rất là mới. Trong tình trạng mới từng chi tiết nè, những cái đạp thắng đạp giò, em ghi sát dưới gầm để mọi người cảm nhận ha. Đây, những chi tiết nha, không có trầy xước, không có té ngã đâm đụng. Này, mình nói luôn, xe này được trang bị thêm đồ chơi là capo, capo AK này xịn nè, capo này rất là mắc tiền, capo này tương đương 40 triệu cho capo này, chứ không có rẻ đâu nha. Capo này rất là xịn, capo jean còn nguyên, quý khách mua được thì là mình tặng luôn, thì mình có cái nào, ai mua, ai tặng mình cái nào là mình mua được là mình tặng lại quý khách cái đó luôn. Bô AK xịn nha, AK Bovis xịn nha, cặp bô này tương đương 40 triệu chứ không có rẻ đâu. Mâm là 18 inch nha, mâm à, vỏ rồi mới thay, bên trước bên sau mới tinh hết. Vỏ này thì chắc chắn là thay vỏ xịn rồi, chắc không có vỏ thường đâu, nên mọi người cứ yên tâm. Đây trục chiền bánh sau, đây xài lắp nha, một khối nhôm sử dụng đây, sử dụng lồng ghép và cái gấp luôn. Đây, gấp này thì gấp hai bên, nhưng mà sử dụng cái trục này ở trong bên trong, cái này sử dụng mình gấp luôn. Này nó giống như một cái động cơ đó, hả?
Để em ghi gần chi tiết mọi người thấy nha, lát nữa sẽ lưu rộng ra cho nhìn thấy tổng thể hơn. À, nè, chiếc xe ít dùng á, dùng kỹ á, mười mấy ngày không phải là ít lắm, nhưng mà nó cũng không có nhiều, nhưng mà chiếc xe được dùng kỹ nên chiếc xe nó mới lắm, đẹp lắm nè, mọi từng chi tiết nha. Anh em nào yếu bóng vía rồi đó, đừng nên chạy mấy này nha, này nó dành cho những anh em mà tim gan được mạnh mạnh, bầu lực được lắm, hãy chạy con này chứ yếu yếu mà chạy con này nguy hiểm lắm á. Đây, bản kỷ niệm 60 năm em lại đây các anh. Cái chìa khóa rất là dễ thương luôn nè. Chìa khóa rất là dễ thương. Cụm đồng hồ được trang bị hai đồng hồ. Đồng hồ báo km chạy ở đây. Báo xăng ở đây. ABS báo xăng. Chạy báo tốc độ lên này. Đây báo km nè. Hôm nay là 13.717 km. Đó. Nha, nhìn dễ thương lắm. Nhìn đồng hồ rất là dễ thương, màu sơn đẹp. Sao ta? Nói gì nữa ta? Nó quá đẹp bây giờ nói gì nữa ta? Alo. Rồi, mình nói về trọng lượng. Chiếc xe này thì trọng lượng 310 kg nha, trọng lượng khô là 310 kg nha, thì nó không có nhẹ. Thì nói về nặng thì nó cũng chưa có phải là nặng dữ đâu, nhưng mà nhẹ thì nó cũng không có là nhẹ. Tại vì nó tới 1.700 phân khối lần nên nó phải nặng để nó đầm cái xe. Và sao nữa ta, nó nặng để nó đầm cái xe để cho mình chạy nó đầm nha, chứ vận tốc nó lớn quá mà nếu mà nó nhẹ cái xe quá mức thì nó sẽ nguy hiểm. Thùng xăng này thì đổ được 15 lít nha, đổ 15 lít. Xe này thì những anh em cao 1m68 70 đồ trở lên đi mới an toàn nha, như mình thì 1m66 65 rồi thì cũng hơi nhớm. Tại xe này bản chất xe này cũng không có quá cao đâu, nhưng mà cái yên nó lớn nè, cái yên này nè nó lớn nè, nên thành ra có bộ bành nó rộng ra hơn. Thì chứ nếu mà nó nhỏ vô thì nó sẽ đụng cái chỗ này, nó sẽ nóng, nên thành ra đối với những anh em cao 1m68 rồi trở lên thì sẽ thông thả hơn rất là nhiều so với mình 1m66 thôi, thì vẫn chơi được. Tại vì nếu mà đã chơi xe thì vẫn chơi được thoải mái, chơi được thôi. Nhưng mà những anh em không quen thì thấp lắm thì chắc là chạy con này không được đâu. Nó cũng tương đối cũng nặng tí, không có phải là quá nặng nhưng mà cũng nặng tí. Nhưng mà đặc biệt thì nó lại quá mạnh. Đó, nó là quá mạnh luôn. Không quen ghi hình mang khẩu trang nói hơi mệt chút. Rồi thôi giờ mình nổ máy nha. Khu dân cư này nổ máy. Giờ này 3 giờ rồi chắc không sao đâu. Điều mình quên nói nãy giờ là thôi để mình nói tiếp theo ở đó luôn. Ghi clip không quen thì nó hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm một lần nữa. Ở đây nãy giờ thì không dám lên cái nạp bô lớn nên thành ra mình chỉ để nó nhỏ thôi. Cái động cơ này thì nó dư lực luôn, bô này rất là hay, bô hay lắm lắm luôn, tỷ nó tới 1.700 cc lần nên ra cặp bô AK này thì cực kỳ hay luôn. Hồi nãy nổ máy là để nó ấm thôi, nhưng mà khi nạt thì nó sẽ cho ra động cơ rất là uy lực. Nhưng mà trong khu dân cư này thì mình không có dám lên cái tiếng bồ lớn đó. Lên lớn quá ăn hồi chạy ra quánh rồi chạy không biết chạy đâu nữa. Qua bên đây luôn, mình chỉ cái chỗ đổ xăng.
Đây, đây cái xe này cái chỗ đổ xăng độc lắm, có người mua về không biết nó nằm ở đâu luôn. Đây, đây cái cần gạt đây nha, à, đây cần gạt đây, đây đổ xăng là dưới yên, đây, đây nha, đổ xăng dưới đây nha, đổ xăng dưới này, đó, mình gạt cái đó lên là đổ xăng, là dưới xăng đó. Cái tựa lưng này nó rất là thể thao, người ngồi nó rất là thể thao, rất là là siêu bọt, hầm hố lắm. Rồi em ghi rộng là mọi người thấy. Rồi một siêu phẩm Yamaha nha, một siêu phẩm của nhà Yamaha, và số lượng về Việt Nam chỉ có mấy chiếc thôi, không có nhiều đâu. Anh em cũng lúc trước cũng thường hay đặt có báo, nhưng mà tại số lượng nó quá ít cho thị trường Việt Nam nên mình không có dám nhận lời của ai hết. Anh em có thấy thì có thật sự mà mến chiếc xe này đừng bỏ qua uổng nha, bỏ qua kiếm lại một chiếc khác, nó lâu lắm, nó khó kiếm lắm, tại vì nó không có đại trà, nó là số lượng nó rất ít, nó không có đại trà nên kiếm nó rất là khó. Anh em nào có muốn sưu tầm chơi về cho bộ sưu tập xe của mình. Thường mình bán xe mình biết có những anh em mua rất là nhiều xe, có khi người mua 5 chiếc, 10 chiếc, có khi người mua mười mấy chiếc luôn để trong bộ sưu tập của mình. Mình được biết mà mình quen biết cũng khá là nhiều những anh em như vậy. 5 chiếc là bình thường, 10 chiếc cũng có nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Nên anh em nào có muốn đưa một bé siêu phẩm này bản kỷ niệm 60 năm về để cho bộ sưu tập mình cho nó đẹp hơn, cho nó đúng sở thích của mình thì đừng bỏ qua uổng nha. Kiếm lại rất là khó chiếc xe, không có đâm đụng té ngã, không có trầy xước một miếng nào, cam kết về về phần đâm đụng té ngã là không bao giờ có. Đó. Về phần giấy tờ thì xe nhập khẩu hải quan chính ngạch rồi, sang tên nhanh lẹ, không có gì khó khăn. Mình vừa rồi tại nói tới giấy tờ mình sẽ nói dài thêm tí xíu. Vừa rồi cũng có một vài chiếc xe mình bán đi tỉnh, thì có những tỉnh vì dướng tới dịch đó, nên thành ra nó hơi chậm xíu, nhưng mà rốt cuộc cũng sẽ xong thôi, tại bị giãn cách mà nó cũng rất là khách quan khi là dịch, nên mong mọi người thông cảm nha, chứ rồi cũng sẽ xong hết mà thôi. Cái nào không xong thì mình sẽ nhận lại xe và trả tiền lại đủ, không có ảnh hưởng đến ai cái đồng nào hết. Cái đó chắc nó ghi vô luôn. Rồi bắt đầu là cái khúc cuối nha, chắc nói vậy cũng nói đại khái thôi. Mọi người quan tâm thì có, nếu mà muốn sâu sắc hơn thì lên trên mạng tìm hiểu thêm về thông số của em nó nha, nhiều khi mình nói có khi nó không đầy đủ hết lắm. Rồi phần thì đến là về giá chiếc này lúc mới đập thùng ra thì chiếc này 800 triệu, hơn 800 triệu một tí xíu cho chiếc VMAX bản kỷ niệm 60 năm. Đó, là giá đập thùng năm 2017 nha, là hơn 800 triệu. Còn giá bán cho chiếc xe này và kèm có bô đồ chơi sẵn đây luôn, bô zin còn. Chiếc xe này giá bán hôm nay là 615 triệu nha. 615 triệu cho chiếc VMAX siêu đẹp này luôn nha. Chiếc xe này đáng để sưu tầm lắm á mọi người, xe này rất là đáng để sưu tầm nè. Tại nó là bản kỷ niệm nên rất đáng để sưu tầm nha. Đừng bỏ qua uổng nha, thật sự chơi xe đừng bỏ qua chiếc này uổng nha. Nhìn nó hầm hố nè, rất là hầm hố, rất là cơ bắp. Rồi xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, mua bán công chứng sang tên toàn quốc. Rồi giá bán 615 triệu cho bé VMAX này. Anh em có quan tâm thì trên góc màn hình nha, có hai số điện thoại 0933891954 và 0902319854. À chắc xong, rồi cho mọi người lướt sơ qua vài chiếc nữa nha. Đây, những chiếc xe siêu lướt đây. Đây là chiếc Roadster đời 2018 phiên bản nhập Mỹ, là phiên bản cuối cùng nhập Mỹ đó. Chiếc Roadster này mới xe lướt có 5.000 thôi. Đây, 4.900 chứ chưa được 5.000 nữa nha. Mình điểm qua sơ thôi, 4.900 chưa được 5.000 nha. Một chiếc xe mới ken, 4.900 thì không có còn gì để nói nữa. Đây cặp chìa khóa còn nguyên nha, em ghi rộng ra, mình điểm sơ lại, lát mình sẽ làm clip. Rồi, biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe còn rất là mới nè. Cặp bô đồ chơi nè, bô zin còn nha, mua được tặng luôn nha. Đó. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe mới có lăn bánh chưa bao nhiêu hết. Ô đồ 5.000, xe này ngày xưa hơn 600 triệu nha, giá bán hôm nay
385 triệu, bớt vài triệu lọc thôi nha, không bớt nhiều nha. Tắt cái chuyện. Tiếp tới là những chiếc xe anh em quan tâm nhất trong Harley và phân khúc dừa đó. Anh em đang tìm 48 siêu ken thì có một chiếc siêu ken luôn, siêu xài lướt luôn. Chiếc xe được mua tháng 4/2021. Mới lăn bánh chỉ 1.500 cây thôi. Chiếc này đập thùng 2021 luôn nha. Đời 2021 đập thùng 2021 luôn này. Đó, 1.500 cây thôi. Xe còn bảo hành hãng đến năm 2023. Được trang bị đồ chơi cũng tương đối xịn. Cản xịn nè nha, cản xịn nha. Cản này không là tương đương gần 20 triệu này nha, 20 triệu này nha. Cản này nè, cản xịn nha, không phải là cản thường nha, cản thường mấy triệu mình đừng tính vô nha, cản xịn nha. Lọc gió luôn nha, Shimigo nha. À, lọc gió zin còn nha, lọc gió này cả mười mấy triệu nha. À, bô van 2 nha, bô van 2 20 mấy triệu nha, bô zin còn nha, quý khách mua được là tặng luôn nha. Chiếc xe mới lăn bánh chỉ bao nhiêu thôi là biết rồi, trang bị tiền đồ chơi cũng tương đương 6-70 triệu cho chiếc xe này. Và giá quán cho, để mình nói luôn, chiếc xe này là biển số Đắk Nông, đăng ký huyện. Nếu mà mình nhập về thành phố thì nó cũng hơi tốn phí cao hơn so với thành phố sang tên thành phố nha. Tại vì này nhập lên thành phố thì đóng 5%. Đóng 5% mới ra biển được thì nó ra tương đương cỡ khoảng 20 mấy triệu. Cỡ tương đương cỡ 20 triệu, hơn 20 triệu một tí xíu. Thì cho nó mới về thành phố lớn thì nó phải tốn phí cỡ nhiêu nha. Tại mình nói luôn, tư vấn cho rõ luôn để mọi người lựa chọn và tính toán. À, có cái túi da này nữa chứ. Đây, có túi da bên này nè. Nó dài quá không em? Dài quá chưa? 22 phút. Đây, có túi da nữa nha. Thay vì anh em đi đập thùng ở trong hãng, một chiếc xe như thế này ra tên xong xuôi cũng phải 520, 510, 520. Và vô đồ chơi nữa thì cũng gần 600, nói chung gần 600 triệu cộng đồ chơi nha. Nói chung mình tạm tính cho nó 560, 570 thôi. Nó xong xuôi như vậy. Thì chiếc này có lên sẵn gắt chân sau nữa nè. Tại những chiếc xe này là không có gắt chân sau, mua mới là không có đó nha. Gắt chân sau nè, yên sau nè, có lên sẵn hết luôn nè. Vậy tính ra xe này cũng phải lên vòng gần 100 triệu tiền đồ luôn á. Rồi, giá bán cho chiếc này là 435 triệu nha quý khách. 435 triệu cho chiếc xe siêu xài lớt luôn nha, 48/2021 nha. Rồi bắt đầu tới chiếc siêu lớt nữa đây, Vulcan S 2021 mới lăn bánh chỉ 691 thôi nha, 691 nha. Đây mình chỉ điểm. Đây, hai chìa khóa còn nguyên đủ nha. Sổ bảo hành đầy đủ nha. Sổ bảo hành là đầy đủ nha. Mới mua 2021 này luôn, lăn bánh chỉ có 600 cây thôi, mới có thay nhớt lần đầu thôi. Còn bảo hành hãng ít. À, trang bị thêm đồ chơi chứ. Cản nè, cản chống đổ nè. Bô van 2 luôn. Nói chung bô van 2 này thì bô làm ở đây thôi. Nhưng mà bô này cũng tương đương 8 triệu đến 9 triệu. Đó. À, làm dòng đồ này chắc cũng 10 triệu hơn trang bị thêm cho chiếc xe này. Lăn bánh chỉ có 600 cây thôi. Một chiếc xe 2021 mới lăn bánh chỉ có mấy trăm cây thôi. Dạ 3 giờ chị. Rồi chiếc xe này giá bán 220 triệu. Xe có bô đồ chơi đã hết luôn nha. Mới lăn bánh có mấy trăm cây thôi thì chắc cũng tiết kiệm được tương đương 30 triệu. Hơn một tí, tiết kiệm 30 triệu hơn một tí nha. Tại xe này ra tên xong chui nó rơi vào cả 255 triệu, mà xe mới lăn bánh chỉ có 600 cây thôi. Xe này 255 triệu ra tên xong cộng với bô rồi nữa cũng thành 200 số mấy. Hôm nay quán 220 thì chắc tiết kiệm cũng đâu đó 40 triệu hơn 40 triệu so với đi mua xe mới nha. Nhưng mà 222 triệu có thể bớt nhau vài triệu lọc lá được nha mọi người. Rồi.
Anh em nào muốn đi mua xe mới mà gặp chiếc này thử coi, chắc chắn là bỏ qua cũng hơi khó nha. Tiết kiệm được 40-50 triệu cho mình chơi xe. Những anh em mà dư tiền thông thả đập thùng luôn thì mình không nói. Còn ví dụ anh em chơi thường hay đổi á, thì mình chơi cái này nó đã cắt lỗ được một phần rồi, thì sau đó chúng ta đổi lại thì nó cũng không có lỗ nhiều, nó cũng dễ chịu lắm so với khi mình muốn thay đổi. Rồi chắc cũng tạm nói, chắc cũng đã xong rồi. Xin chào mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ, và xin chào.